Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mỹ điều tàu chiến máy bay đến gần Israel sau khi căng thẳng ở khu vực này gia tăng Ngày 9 tháng 10, VOA Tiếng Việt cho biết Mỹ điều tàu chiến máy bay đến gần Israel VOA dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết Mỹ sẽ phái nhiều tàu chiến và máy bay quân sự đến gần Israel Để thể hiện sự ủng hộ, Washington tin rằng cuộc tấn công mới nhất của Hamas có thể có động cơ nhằm phá vỡ khả năng bình thường hóa quan hệ Israel-Ả Rập Bộ trưởng Austin cũng nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp đạn dược cho Israel và hỗ trợ an ninh của Mỹ cho Israel sẽ bắt đầu được triển khai ngay vào ngày Chủ nhật 8 tháng 10. Ông cho biết Lầu Năm Góc cũng sẽ bổ sung thêm máy bay chiến đấu tới khu vực. Hình ảnh bài trên VOA. VOA cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm Chủ nhật nói với Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng viện trợ bổ sung cho lực lượng phòng vệ Israel đang trên đường tới Israel và sẽ có thêm nhiều viện trợ khác trong những ngày tới. Nhà Trắng cho biết tiếp theo sau cuộc điện đàm của hai ông. Bộ trưởng Austin đã ra lệnh cho một nhóm tàu sân bay tấn công di chuyển đến gần Israel hơn. Ông nói trong tuyên bố, tôi đã ra lệnh cho nhóm tấn công tàu sân bay USS Gerald R. Ford di chuyển tới đông địa Trung Hải. Theo VOA, các chiến binh Hamas đã xâm nhập và tấn công khắp các thị trấn của Israel, gây ra một ngày đẫm máu nhất cho Israel trong mấy mươi năm. Vào hôm thứ Bảy, ngày 7 tháng 10, Israel trả đũa bằng một cuộc không kích ở Gaza, tấn công người Palestine vào hôm Chủ nhật. Bạo lực gia tăng và có nguy cơ bắt đầu một cuộc chiến tranh lớn mới ở Trung Đông. Cuộc tấn công của Hamas vào sáng ngày 7 tháng 10 là cuộc tấn công lớn nhất và nguy hiểm nhất vào Israel kể từ khi Ai Cập và Syria phát động cuộc tấn công bất ngờ trong nỗ lực đòi lại lãnh thổ đã mất trong cuộc chiến Jom Kippur 50 năm trước. VOA cho hay tháng trước, ông Netanyahu, cựu thủ tướng Israel cho biết ông tin rằng Israel đang trên đà hòa bình với Ả Rập Xê Út, đồng thời dự đoán rằng động thái này có thể định hình lại Trung Đông. Ả Rập Xê út, quê hương của hai ngôi đền linh thiêng nhất của đạo Hồi, từ lâu đã nhấn mạnh quyền thành lập nhà nước của người Palestine như một điều kiện để công nhận Israel, điều mà nhiều thành viên trong Liên minh tôn giáo dân tộc chủ nghĩa của ông Netanyahu từ lâu đã phản đối. Vì vậy, cho biết thêm, Hoa Kỳ hôm chủ nhật nói rằng các nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Ả Rập Xê út, Israel sẽ tiếp tục bất chấp cuộc tấn công mới nhất hình ảnh tàu USS Chiro Alford bắt đầu chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên từ Newport phó cố vấn an ninh quốc gia hoa kỳ John Finner hôm chủ nhật nói chúng tôi nghĩ rằng sẽ có lợi cho cả hai nước nếu tiếp tục theo đuổi khả năng này ngoại trưởng blinken nói thêm rằng hoa kỳ chú ý đến các báo cáo về một số người mỹ bị giết và bị bắt cóc ở israel và washington đang tìm cách xác minh các chi tiết và số liệu ông blinken nói chúng tôi nhận được báo cáo rằng một số người mỹ đã thiệt mạng chúng tôi đang tích cực xác nhận các thông tin đó voa cho hay ngoại trưởng blinken coi cuộc tấn công vào israel là một cuộc tấn công khủng bố của một tổ chức khủng bố ông blinken nói thêm rằng hầu hết lãnh thổ israel hôm chủ nhật tương đối yên tĩnh nhưng giao tranh dữ dội ở gaza một vùng đất của người palestine bị israel phong tỏa đã chứng kiến nhiều tuần biểu tình của các nhóm thanh niên Do những bất bình lâu dài liên quan đến sự chiếm đóng của quân đội Israel, chủ nghĩa dân tộc Palestine và khó khăn kinh tế kéo dài. Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Iran đứng sau vụ tấn công mới nhất ở Israel, nhưng ông lưu ý mối quan hệ lâu dài giữa Iran và Hamas, lực lượng cai trị Gaza. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo.d với bản tin đều tàu chiến, máy bay đến gần Israel sau khi căng thẳng ở khu vực này gia tăng. Đầu tư ra nước ngoài là cách để các tỷ phú Việt Nam bảo vệ tài sản. Ngày 9 tháng 10, Ái tiếng Việt có bài bình luận giới tài việt Việt Nam và chiến lược bảo vệ tài sản. Ái cho biết vào năm 2013, Forbes lần đầu tiên đưa vào danh sách những người giàu nhất thế giới một tỷ phú của Việt Nam. Đó là ông Phạm Nhật Vượng. Trong những năm tiếp theo, số lượng các tỷ phú Việt Nam tăng lên trong danh sách này. Ấy à phải dẫn lời ông Nguyễn Xuân Thành, nhà nghiên cứu cao cấp của Viện Rajawali về châu Á, tại trường Harvard Kennedy thuộc Đại học Harvard ở Mỹ, đồng thời cũng là giảng viên của trường Chính sách công và Quản lý tại Đại học Fulbright Việt Nam. Cho biết những nhà tài phiệt này đang có những chiến lược để bảo vệ tài sản của mình trước chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó tỷ phú có thể trở thành tội phạm bị kết án tù, hình ảnh bài trên AFA. Ông Thành cho biết sau khi Đảng Cộng sản thực hiện chính sách đổi mới, nhiều cơ sở kinh doanh gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh đã tận dụng việc mở cửa này và đó chính là nguồn gốc của những doanh nhân giàu có đầu tiên ở Việt Nam. Bà Trương Mỹ Lan, người sáng lập ra Vạn Thịnh Phát, là một trong những doanh nhân của thế hệ tài phiệt đầu tiên ở Việt Nam. Đến cuối những năm 1990, đầu những năm 2000, Việt Nam chứng kiến làn sóng doanh nhân giàu có thứ hai đến từ Đông Âu. Họ là những sinh viên được chính phủ Việt Nam cử sang Liên Xô và Đông Âu học đại học và sau đại học từ thập niên 70 và 80. Theo ông Thành, những người này đã có cơ hội tự kinh doanh làm giàu sau sự chuyển đổi của các nền kinh tế Đông Âu. Sau đó họ chuyển tài sản của họ ra khỏi Đông Âu và quay trở về Việt Nam để kinh doanh. Ở phải liệt kê một số tỷ phú Đông Âu như ông Phạm Nhật Vượng, người lập ra Vingroup, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, người lập ra Vietjet Air, ông Nguyễn Đăng Quang, người lập ra Masan. Hầu hết các tỷ phú được công nhận ở Việt Nam đều có tài sản từ phát triển bất động sản hoặc ngân hàng. Theo ông Thành, phần lớn trong số họ thường tham gia vào cả hai lĩnh vực này. Sự kết hợp giữa bất động sản và ngân hàng đã dẫn tới sự phát triển của cơ cấu sở hữu chéo phức tạp, cho phép những doanh nhân này tích lũy tài sản ở Việt Nam với quy mô chưa từng có, hình ảnh các tỷ phú hàng đầu Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, ông Thành cho hay các lãnh đạo đảng luôn quan ngại những người giàu, đặc biệt là những tài phiệt có quan hệ chính trị đặc biệt và trở nên quá quyền lực. Họ sợ rằng đó là một trong những nguồn gốc của cái mà họ gọi là diễn biến hòa bình, dẫn đến sự phá hủy quyền lực của đảng Cộng sản. Vì vậy, ông Thành cho biết các tài phiệt trong nước trở nên dễ bị tổn thương và tích cực theo đuổi các chiến lược khác nhau để bảo vệ tài sản của mình. Những tài phiệt đầu tiên bị trảm trong bối cảnh có sự đấu đá nội bộ gây gắt trong đảng, gồm có Nguyễn Đức Kiên, còn được gọi là Bầu Kiên, Trầm Bê và Hà Văn Thắm. Theo ông Thành, việc đầu tư ra nước ngoài là chiến lược thành công hơn mà các tài phiệt ở việt nam đang áp dụng trong việc bảo vệ tài sản của họ ví dụ như trường hợp của vinfast và mới đây là vng chuẩn bị niêm yết trên sàn nasdaq bằng cách này đảng ít xem họ là mối đe dọa hơn đối với hệ thống chính trị nhưng liệu những tài phiệt và các doanh nhân giàu có của việt nam có thành công trong việc theo đuổi tham vọng mở rộng toàn cầu và thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược quốc tế hay không và liệu họ có thể thành công trong việc thay thế các doanh nghiệp nhà nước truyền thống làm công cụ mới trong chính sách công nghiệp của chính phủ hay không theo ông thành điều đó còn phải chờ xem cho đến nay nó đã được chứng minh là rất khó khăn ông thành nói rất nhiều trong số họ hiện đang phải chịu áp lực tài chính rất lớn quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin Đầu tư ra nước ngoài là cách để các tỷ phú Việt Nam bảo vệ tài sản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d